doanh nghiệp Mỹ muốn chính phủ cấp thêm vaccine cho Việt Nam. Hiệp hội May mặc và Giày dép Mỹ kêu gọi chính phủ Mỹ gửi thêm vaccine cho Việt Nam để duy trì chuỗi cung ứng hàng loạt thương hiệu thời trang. Ông Steve Lamar, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hiệp hội hôm 27 tháng 7 có hai lá thư gửi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Theo ông, hành động này cứu sống hàng triệu sinh mạng và có thể thúc đẩy kinh tế Mỹ phục hồi. Việt Nam là nhà cung cấp hàng dệt may, giày dép lớn thứ hai cho thị trường Mỹ, chiếm 20% tổng lượng hàng nhập khẩu của nước này. Ông cho biết, các doanh nghiệp cung ứng của các ngành này thường tập trung nhiều ở các tỉnh phía Nam, xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, với lực lượng lao động khoảng 4 triệu người. Hiện các tỉnh này chịu ảnh hưởng nặng nề của làn sóng COVID-19 lần thứ tư. Hệ quả, các doanh nghiệp cung ứng cho các thương hiệu toàn cầu như Adidas và Nike tại Việt Nam dừng hoạt động hoặc hoạt động với công suất hạn chế theo lệnh giãn cách xã hội.